ở đây mình có bốn tam giác. Chú ý là các tam giác này không được vẽ theo tỷ lệ chính xác. Và đề bài hỏi, hai tam giác nào bằng nhau? Bạn hãy tạm dừng video và thử tự làm trước nhé. Với ba tam giác đầu tiên, ta đã biết số đo của hai góc và một cạnh. Với tam giác EZH, chúng ta chỉ biết số đo của hai góc. Nếu ta biết số đo hai góc của một tam giác, thì ta có thể tìm ra góc thứ ba, vì tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Sau đó, ta có thể sử dụng số đo của ba góc trong tam giác và độ dài của một cạnh tam giác để tìm ra hai tam giác bằng nhau. Đầu tiên, ta hãy tính số đo của góc ACB. Bạn thử dừng video để suy nghĩ nhé. Đặt số đo của góc ACB là x, ta có x cộng 36 cộng 82 bằng 180, trừ 2 vế cho 118, ta được x bằng 180 chứ 118 bằng 62, vậy góc ACB bằng 62 độ. Bây giờ, ta xét tam giác DEF, góc EDF bằng 82 độ, góc DEF bằng 62 độ. Hai góc này bằng với hai góc trong tam giác ACB, nên góc DFE cũng bằng 36 độ. Tam giác LKM có hai góc bằng 36 độ và 59 độ, ta đặt góc LMK là Y. Ta có Y cộng 36 cộng 59 bằng 180, Y cộng 95 bằng 180, suy ra Y bằng 85 độ. Xét tam giác EZH góc IZH bằng 36 độ và góc GIH bằng 59 độ. Hai góc này bằng với hai góc tương ứng trong tam giác LKM, nên góc còn lại là góc IHG cũng bằng 85 độ. Bây giờ, ta hãy xác định xem hai tam giác nào bằng nhau. Có thể là bạn sẽ nghĩ rằng tam giác LKM và tam giác IZH bằng nhau vì chúng có ba góc tương ứng bằng nhau, nhưng trường hợp góc, góc, góc không phải là trường hợp bằng nhau của tam giác nếu hai tam giác có ba góc tương ứng bằng nhau thì ta chỉ có thể kết luận rằng chúng đồng dạng ta không biết độ dài các cạnh của tam giác ezh và ta cần biết độ dài của ít nhất một cạnh trong tam giác để có thể xét xem hai tam giác có bằng nhau hay không vậy ta chưa kết luận được tam giác ezh và lkm bằng nhau bây giờ ta hãy thử xét hai tam giác bên trên ta thấy tam giác abc và tam giác def có một cạnh bằng nhau ab bằng df và hai góc kề cạnh đó bằng nhau góc cba bằng góc edf bằng 82 độ và góc CAB bằng góc DFE bằng 36 độ. Suy ra tam giác ABC bằng tam giác FDE theo trường hợp góc cạnh góc